Bé trai đa chấn thương do laptop phát nổ đã tử vong. Sáng ngày 15 tháng 3, theo thông tin từ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bé trai 13 tuổi ở Hải Dương dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng nên gia đình đã xin cho bệnh nhi về nhà. Trước đó như đã đưa tin, vào ngày 6 tháng 3, bé trai này đang học bài bằng laptop tại nhà thì máy tính bất ngờ phát nổ. Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện ở tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển đến bệnh viện hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hôn mê, thở máy. Toàn bộ vùng đầu, mặt cổ và một nửa ngực trên đầy vết thương do các mảnh vỡ của laptop gầm vào. Quá trình cấp cứu, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhi bị đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não dẫn đến chảy máu não thất, tụ máu có dị vật trong não thất. Ngoài ra, bệnh nhi còn bị chấn thương hàm mặt phức tạp, gãy xương hàm dưới, chấn thương nhãn cầu hai bên, chấn thương ngực với nhiều vết thương phần mềm thành ngực, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên và bị dập nát cạn tay trái, đa vết thương phần mềm tay phải. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật các cục một phần ba dưới cánh tay trái, cắt lọc xử lý vết thương tay phải, đồng thời mút nội nhãn hai mắt, lấy bỏ toàn bộ tổ chức nội nhãn còn lại và máu đông. Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi được theo dõi hồi sức tích cực tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 11 tháng 3, bệnh nhi vẫn hôn mê và bị tụ máu não không ăn uống được, phải truyền sữa và đường. Với sức khỏe yếu, B không thể mổ được nên gia đình đã đưa em về nhà. Sau đó, Bệnh Nhi đã qua đời tại nhà riêng ở phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào chiều ngày 13 tháng 3.